Trưa hôm qua, theo giờ Washington, Mỹ, trước sự chứng kiến của các chuyên gia công nghệ, diễn giả và giới báo chí đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự hội thảo an ninh mạng Black Hat, các chuyên gia của Trung tâm An ninh mạng BKIS Việt Nam đã công bố lỗ hổng trong công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên các máy tính xách tay của ba nhà sản xuất Asus, Lenovo và Toshiba. Sau buổi công bố kết quả nghiên cứu về lỗ hổng trong công nghệ nhận dạng trên máy tính xách tay tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2008, Hội đồng Black Hat, một tổ chức chuyên thực hiện các hội thảo an ninh mạng nổi tiếng thế giới, đã chính thức mời nhóm BKIS sang Mỹ thực hiện việc thử nghiệm và công bố một lần nữa trước toàn thế giới về lỗ hổng này. Đây là công nghệ mới sử dụng nhận dạng khuôn mặt được ba hãng Asus, Lenovo và Toshiba cung cấp sẵn trong bộ phần mềm chuyên dụng đi kèm với máy và đưa vào tất cả các dòng laptop có webcam, hỗ trợ hệ điều hành Windows Vista XP. Người sử dụng thay vì phải gõ mật khẩu hoặc xác thực bằng vân tay, chỉ cần ngồi trước máy tính là có thể đăng nhập được. Công nghệ này đã được các hãng giới thiệu là công nghệ nổi trội, giúp đảm bảo an toàn cho các dữ liệu của chủ nhân. Tuy nhiên, bằng một số thao tác kỹ thuật, những nghiên cứu của BKIS cho thấy tính năng xác thực bằng nhận dạng khuôn mặt của cả ba hãng sản xuất laptop đều có thể bị vượt qua, mặc dù được thiết lập ở mức an ninh cao nhất. Sự kiện các chuyên gia trong nước nghiên cứu và công bố lỗ hổng trong công nghệ nhận dạng trên máy tính xách tay tại Black Hat một lần nữa khẳng định năng lực về nghiên cứu an ninh mạng của Việt Nam. Và điều quan trọng hơn là các nhà sản xuất cũng cần có những thông báo kịp thời tới người sử dụng về việc ứng dụng công nghệ này trên các máy tính xách tay.